Có ai là fan của bộ phim Hàn Quốc Reply 1988 không? Trong phim này có khá là nhiều những câu nói, những nhận định hay mà các bạn có thể vận dụng khi viết nghị luận xã hội đấy. Thần linh không thể có mặt ở mọi nơi, nên ngài đã tạo ra người mẹ trước mặt bố. Bao nhiêu điều bẩn thỉu của thế giới đều biến mất không dấu vết. Bố kiên trì trụ vững là vì bố có người cần phải bảo vệ. Không nơi nào có thể sánh được với ngôi nhà ta đang ở. Dù đã ở chán chê, nhưng đó vẫn là nơi ấm cúng và thân thuộc nhất. Trong thế giới chỉ toàn những lời nói xấu xa này, điều khiến bạn kiên cường sống tiếp, duy trì ổn định cuộc sống, chẳng phải là những câu danh ngôn hay như những dòng tri thức, mà chính là mang theo cơ thể ấm nóng khô rát này, câu nói ấm áp và yêu thương này. Cuộc đời như một chiếc hộp chocolate, trước khi mở ra thì mãi mãi ta không biết, ăn rồi mới biết mùi vị thực sự là như thế nào. Cầm phải viên chocolate đắng chính là số phận bạn đã lựa chọn. Không được hối hận, không được khóc lóc, cũng không được đau lòng.